Xin chào các bạn, thưa các bạn, các bạn đang nghe Khang Audio mở Radio Camry. Đây là âm thanh của chiếc Radio Camry với một cái lời nói thoại rất là hay, ấm áp, rõ ràng. Và cái Radio Camry này do Khang Audio sản xuất và bán giao hàng toàn quốc với giá là 4.500.000. Vâng, thưa các bạn, sở dĩ mà Khang Audio đã làm ra được chiếc Radio Camry bán với giá 4.500.000 này là chúng tôi đã hướng tới một cái mục tiêu là các bạn sử dụng một cái đài Radio Camry của chúng tôi như một đồ chơi âm thanh trong gia đình, dùng để ở trong phòng khách, dùng để ở trong phòng ngủ, hoặc là đề co trong các không gian nhà gia đình của các bạn, cũng như là các bạn sử dụng nó để đề co các không gian các quán cà phê để các bạn nghe radio rất là hay. Chúng tôi đã sử dụng một cái đầu radio của cái đầu phát ở trên xe Toyota Camry xuất Mỹ, và người ta đã bỏ cái đầu này đi để người ta thay vào đó một cái đầu màn hình LED LCD để đáp ứng các cái nhu cầu hiện đại trong chơi ô tô. Và chính vì lý do đó chúng tôi đã có cái đầu này để làm lên cái sản phẩm Radio Camry cho các bạn. Thưa các bạn, chúng tôi chọn cái đầu Radio Camry để gửi bán đến các bạn ở đây vì nó có một cái chất lượng rất là cao, độ bền nó rất là việt dã, và từ khi tôi bán đến giờ là không có một sản phẩm nào bị hỏng cả. Rồi cái âm thanh của nó cho ra thì lại rất là hay. Nó có thể lại còn kết hợp được rất nhiều các cái loa ngoại vi bên ngoài công suất lớn và chơi cũng rất là tốt. Đồng thời là nó lại có thể cho chúng ta nghe radio cũng rất là đẹp. Và chính vì lý do đó chúng tôi đã mượn các cái kiểu dáng thiết kế của những các cái radio cổ của Đức, của Anh, kiểu dáng để chúng tôi chọn để tích hợp cái chiếc đầu Toyota Camry này vào làm cái radio để bán cho các bạn. Chúng tôi làm cái sản phẩm này có chiều ngang là 60. Cái chiều ngang của sản phẩm này là 60, chiều cao này là 21, chiều cao này là 20, chiều sâu này là 21. Và chúng tôi có chân, các bạn nhìn thấy có cái chân đài cổ đấy, kiểu dáng chân đài cổ. Và chúng tôi làm cái e-căng thì 3 lớp các bạn ạ. Một là lớp vải ở bên trong, hai là lớp lan như các bạn nhìn thấy ở đây. Thứ ba là một cái e-căng chặn bên ngoài để tạo kiểu dáng và điểm nhấn cho toàn bộ cái sản phẩm radio của chúng tôi. Và chúng tôi làm cái kiểu này hướng tới mang cái giá trị vintage rất là cao. Chúng tôi tích hợp vào đây một cái chiếc anten để các bạn chọn lựa, và những bạn ở xa sóng yếu sóng kém khi nghe FM thì các bạn có thể sử dụng cái anten này cũng rất là điệu. Và trong cái đầu radio này chúng tôi đã tích hợp vào đây một cái thiết bị rất là hay, đó chính là chúng tôi đã để vào trong này một cái loa trầm. Đây, cái loa trầm đây. Cái loa trầm này giúp cho các bạn để nghe nhạc, tiếng nhạc rất là hay. Ngoài ra là chúng tôi có cơ cấu vào đây được hai cái đường ra loa, hai cái đường ra loa và một cái công tắc, thì các bạn có thể chơi với loa ngoài như cái loa ngoài chúng tôi đang để ở đây. Đấy, như cái loa ngoài chúng tôi đang để ở đây. Có thể chơi với loa ngoài thì rất là hay các bạn nhé. Ví dụ các bạn ở nhà có những đôi loa nhỏ nhỏ xinh xinh bookshelf, kiểu là những đôi loa lớn công suất lớn, các bạn cứ mạnh dạn các bạn chơi với cái đầu ampli này không bao giờ hỏng cả. Kể cả trong trường hợp nó chập hai cái dây loa vào với nhau thì cái đầu này nó không cháy bởi vì nó có cái hệ thống mạch vòng để bảo vệ rồi. Đấy, và đặc biệt nữa là gì? Nó thú vị nữa là chính chiếc cái đầu Radio Camry này chúng tôi đã tích hợp vào trong này một cái mạch gọi là mạch Bluetooth để các bạn chơi với thiết bị ngoại vi như là điện thoại, thì các bạn chỉ cần ấn vào cái nút AUX này, này là các bạn sẽ chuyển hệ sang đến cái chế độ là Bluetooth nó hoạt động, và các bạn dùng cái điện thoại các bạn kết nối với cái Bluetooth của cái loa này, của cái Radio Camry này, thì các bạn sẽ lưu trữ được. Nay tôi vặn to lên cho các bạn nghe. Cái sở hữu nhà thì chúng ta cần phải cân nhắc và có cái lộ trình, có tiếng cái rất tiến đẹp luôn, và đặc biệt là cái tuyên truyền giáo dục làm sao mà người dân nhận thức được cái việc đó thì lúc bấy giờ mình thay đổi rất dễ. Vậy thì theo ông, với cái việc mà chưa quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến việc tháo gỡ những khó khăn về sửa chữa, cải tạo và xây mới nhà chung cư khi bị xuống cấp ạ? Thì nó có hai mặt. Thứ nhất là nó không tác động lớn đến cái thị trường bất động sản, nó không bị ảnh hưởng nhiều. Nhưng tuy nhiên cái mặt trái của nó, nếu mà chúng ta không quy định thì sau khi mà nhà nó xuống cấp ta sửa chữa thì cũng là một vấn đề. Như là bây giờ tôi cho đĩa vào, sau khi tôi ấn chữ load và tôi ấn cho đĩa vào thì đĩa nó sẽ được nhập vào đây, và sau chờ khoảng độ 30 giây
thì cái đĩa này nó sẽ được hoạt động. Đó, các bạn nghe thấy chưa? Mời các bạn nghe nhạc ở cái bản liên khúc Asia Trung Hồ nhé. Bây giờ tôi sẽ dùng cái điện thoại của tôi để bắt Bluetooth với cái chiếc này. Các bạn ấn OX này. Các bạn ấn OX này. Sau bắt đầu các bạn vào cái mục là Bluetooth bật lên này. Thì nó đây. Đó. Anh còn nợ em công viên ghế đá, công viên ghế đá, lá đổ chiều. Anh còn nợ. Như các bạn biết rằng là hiện nay Khang Audio đang giới thiệu với các bạn ba chức năng. Một chức năng là nghe radio, chức năng thứ hai là nghe CD, chức năng thứ ba là bắt Bluetooth thông qua điện thoại kết nối với chiếc radio này. Chức năng thứ tư Khang muốn nói đến là nó sẽ chơi được với đôi loa ngoài và âm thanh rất hay. Đây các bạn nhìn thấy camera đi ra đằng phía sau. Bây giờ chúng tôi đã nối sẵn rồi các bạn nhé. Chúng tôi đã nối sẵn cái dây loa này với cái loa ngoài rồi. Và việc bây giờ chúng tôi chỉ còn có bật lên thôi là nó sẽ ra loa ngoài. Rồi, bây giờ ra loa ngoài rồi. Nụ hôn vội vàng, nắng trói quá rè. Đó, các bạn thấy chưa? Chúng tôi đang chơi nghe loa ngoài đấy. Anh còn nợ em, con tim bối rối, con tim bối rối, anh còn nợ em, và còn nợ em, cuộc tình đã lỡ, cuộc tình đã lỡ. Vâng, thưa các bạn, trên đây là video Khang Audio xin giới thiệu một cái sản phẩm là chiếc radio Camry mà do Khang Audio làm với một cái chất lượng rất là cao về kỹ thuật cũng như là chất lượng rất cao về âm thanh, sự kết nối và sẽ sử dụng nguồn nhạc rất rất phong phú và đặc biệt là nghe radio thì rất là êm, rất là rõ và sáng, nghe với những cái loa bên ngoài thì chất lượng tiếng thì rất là tốt.
Chúng tôi bán với giá là 4.500.000. Bạn nào mà có nhu cầu mua thì liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên hệ với các bạn và giao hàng. Chúng tôi đã cam kết với các bạn khi các bạn nhận hàng nó đúng như với sản phẩm chúng tôi đang nói ở đây. Và các bạn đã từng theo dõi sản video của Khang rồi thì sẽ biết là cách làm của chúng tôi rất là có trách nhiệm với sản phẩm. Và hy vọng các bạn sẽ cảm thấy hài lòng khi mà sử dụng chiếc đầu Radio Camry của chúng tôi. Vừa để co là một cái món đồ chơi âm nhạc rất là tiện dụng và nó rất là đẹp, đáp ứng với không gian và nhu cầu sử dụng của các bạn. Một lần nữa Khang Audio xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video clip tiếp theo.